Trung Yên mạng Pháp đi vào sự kiện của ngày hôm nay, đặc biệt là cái tình hình cuộc chiến, nó có một cái dấu hiệu làm cho Nga sợ hãi. Các vị cũng biết là Nga cỡ này chúng ta thấy rõ là cái tình trạng chiến trường đó, Nga đang suy yếu. Đặc biệt là từ lúc mà Ukraine đã mở thêm một cái mặt trận mới, khu vực kết đó, nó làm chấn động cả thế giới. Và bây giờ đó, sau cuộc tấn công của Ukraine ngày hôm qua với một cái quy mô là 150 chiếc máy bay không người lái, và chúng ta đã thấy rõ được cái sự thiệt hại nặng nề mà hình ảnh Nga đã có. Và chúng ta đã thấy rõ được là Nga không có đủ khả năng bảo vệ người dân của mình hay là bảo vệ những hạ tầng quan trọng. Và chúng ta thấy rõ sự yếu kém của lực lượng quân đội của Nga. Và người dân Nga cũng đang cảm nhận điều đó. Thì trong cái sự việc mà Nga đang yếu thế về vấn đề bảo vệ, thì một tin có thể đáng buồn cho Nga trong những ngày kế tiếp, đó là sự hành xử của Hoa Kỳ và của Anh Quốc. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là ông Blinken, và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Anh Quốc, đó là ông David Lammy. Hai ông này đã đến thủ đô Kiev ngày hôm nay. Một câu hỏi, tại sao? Tại sao trong giai đoạn này ông ta đến? Và trước khi đến, ông ta đã nói cái gì? Vì trước khi họ rời khỏi đất nước của mình để đến Ukraine thì họ cũng có họp báo, và họ đã nói cái thông điệp gì họ đến Ukraine. Đó đã dẫn đến cái sự lo lắng cho Nga, các quý vị. Mà trước khi đến vào những chi tiết thì Trung Nguyên nhắc lại những bản tin cũ nó liên quan đến cái sự việc này. Trước khi hai nhà ngoại giao của hai đại cường quốc Mỹ và Anh đến Kiev thì trước đó vài tuần thì thủ tướng của Anh Quốc đã đi đến trực tiếp Tòa Bạch Ốc và gặp trực tiếp Tổng thống Joe Biden, đã nói về cái tình trạng của Ukraine với cái bối cảnh ngày hôm nay, và đặc biệt hơn nữa là chuẩn bị cái gói trợ cấp cho tương lai. Vì các quý vị cũng biết là cái gói trợ cấp của Mỹ sắp sửa kết thúc. Vào cuối tháng này, tháng 9, Mỹ phải cung cấp cho Ukraine 6 tỷ Mỹ Kim. Và đây là cái gói cuối cùng. Thì cái vấn đề vừa qua thì ông thủ tướng của Anh Quốc, ông đến Hoa Kỳ, là ông đã nêu lên cái vấn đề cần thiết của Ukraine và cái biện pháp để thúc đẩy dẫn đến Putin phải đầu hàng hay là phải đàm phán. Thì cái điều vừa qua thì đó là cái sự nỗ lực của hai quốc gia, và nó dẫn đến cái thành quả ngày hôm nay, đó là Bộ Ngoại giao của hai quốc gia đã đến Ukraine để mà thảo luận. Và cái điều này các vị thấy biết là nó đã được sự phối hợp nhịp nhàng và nó đã sự chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Trong cái thời gian vừa qua thì ngày hôm qua Tổng thống Zelensky đã có trình bày cho Tổng thống Joe Biden cái phương án của mình để chấm dứt cuộc chiến. Một cái phương án có thể đem lại cái cuộc thắng lợi cho Ukraine. Cuộc thắng lợi này trên chiến trường hay là trên bàn đàm phán. Thì cái điều mà cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được là mọi sự nó đã chuẩn bị trước cho cái kế hoạch ngày hôm nay rất là một cách tinh vi và tỉ mỉ. Và bây giờ, trước khi hai nhà ngoại giao này đến Ukraine thì họ đã có họp báo. Trong cái bài họp báo của ông Blinken đã có cái quan điểm thay đổi về vấn đề vũ khí tầm xa hay là mở cấm vận cho Ukraine. Khi người ta đặt một câu hỏi cho ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ rằng là ông có đất nước Mỹ có mở cấm vận cho Ukraine hay không? Vì hiện bây giờ Mỹ vẫn đặt một cái cấm vận cho Ukraine là tầm 100 cây số thôi. 100 cây số thôi, không hơn nữa. Bắn từ biên giới được 100 cây số. Thì ông Blinken ông đã trả lời một cái trả lời nguyên kêu là hơi mập mờ một chút xíu. Ông ta nói rằng cái điều đó chúng tôi đang nằm ở trong cái phạm vi xem xét. Chúng tôi không bỏ bất cứ một cái kế hoạch nào cả. Chỉ điều là cái vấn đề đó chúng tôi vẫn nằm ở trong một cái giai đoạn xem xét. Cái câu trả lời của ông Blinken đã dấy lên một cái sự lo lắng cho Nga. Vì có nghĩa là Tổng thống Joe Biden có thể cho phép trong ngày kế tiếp hay là vài ngày nữa. Đó là cái điều đó, ngay lập tức Nga có một sự hành động liền. Ngoài ra thì chúng ta thấy cái giọng điệu của phía bên Anh Quốc cũng đã có sự thay đổi. Trung Nguyên nói là Anh Quốc họ có những cái hành động khá là cứng rắn với Nga rồi. Nhưng mà gần đây thì cái lập trường về quả tiễn tầm xa đó, nó vẫn hạn chế. Tuy rằng là Anh Quốc có gửi quả tiễn tầm xa cho Ukraine, nhưng mà nó phạm chế cũng giống như Mỹ là trong phạm vi 100 cây số. Nhưng thấy có dấu hiệu gần đây thì phía bên Anh Quốc đã bắt đầu có một sự cởi mở mới.
và thấy rõ nét là Anh Quốc với Mỹ bắt đầu bắt tay cùng nhau mở trói hoàn toàn cho Ukraine. Chúng ta chưa nhận được bản tin chính thức, nhưng mà thấy những cái hành động do Mỹ và Anh Quốc đã thấy rõ được cái dấu hiệu rất là rõ của chú anh chị em là sẽ cởi trói cho Ukraine. Ngay lập tức thì phía bên Quốc hội của Nga phẫn nộ. Chủ tịch Quốc hội của Nga, đó là cái quốc hội người ta kêu là cái tên nó khó nghe, Duma, mà đọc lộn một chút xíu là chết nguyên luôn. Yeah. Nhiều khi mấy cái tên nước ngoài các quý vị mà đọc theo cái phát âm của Việt Nam nó hơi bị khổ. À, nó hơi bị khổ. Nhiều khi cái tiếng nước ngoài nó không có nghĩa gì cả. Cũng giống như là đất nước Cuba. Người ta nghe người Mỹ, người ta nghe cái chữ Cuba, Cuba là chuyện bình thường. Nhưng người Việt Nam mình á, mình phát âm nó, mình nghe nó thấy nó kỳ kỳ lắm. Đúng không? Nước giống như Cuba, bây giờ là cái quốc hội Duma. Nghe nó thấy nó là lạ rồi đó. Nghe thấy hơi nó hơi bị ngồ ngộ rồi đó. Thì chủ tịch quốc hội của Nga đã lên án sau khi thấy có cái dấu hiệu rất là rõ là Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ mở trói cho Ukraine. Thì ông ta ngay lập tức đưa ra cái giọng điệu đe dọa. Trung Nguyên mạng phép tóm tắt lại cái bài diễn văn của ông chủ tịch quốc hội của Nga nha. Ông ta nói rằng là chúng ta đã thấy rõ phương Tây, đặc biệt là ông ta nêu lên bốn quốc gia Mỹ, Anh Quốc, Pháp và Đức. Bốn quốc gia này đã viện trợ hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine và họ đang giúp đỡ Ukraine tấn công sâu trên lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta đã thấy rõ được cái sự thiệt hại vừa qua mà Ukraine mới vừa tấn công. Cái điều này chúng ta không thể chấp nhận được mà không có hành động đáp trả. Cho tôi cảnh báo, nếu các anh mở trói cho Ukraine thì chúng tôi không còn đường lựa chọn nào khác, sẽ dùng những vũ khí cực kỳ là mạnh để đáp trả lại với các anh. Ông ta không nêu lên chi tiết vũ khí cực kỳ là mạnh là gì, nhưng mà chúng ta có thể biết, chúng ta cũng hiểu rõ được là ông ta muốn ám chỉ cái gì. Nguyên nghĩ là các vị cũng hiểu là khi là vũ khí cực kỳ là mạnh thì chúng ta biết là ám chỉ cái gì. Ông ta nói tôi đáp trả lại, ông ta cũng không nêu lên cụ thể là đáp trả ai, đáp trả ở tại Ukraine hay đáp trả lại những cái quốc gia mà ông ta mới vừa nêu lên, Mỹ, Pháp, Đức, Anh Quốc. Thì đây là một sự đe dọa trực tiếp chứ không có gián tiếp. Ông ta đã công bố ở tại quốc hội một cái thông điệp rất là rõ. Sau khi nhận cái bản tin là hai nhà ngoại giao Mỹ và Anh Quốc đã đến Kiev và đang có cái dấu hiệu thỏa thuận với Ukraine để mở ra những cấm vận và có thể cái lô hàng kế tiếp, Ukraine sẽ nhận được rất là nhiều hỏa tiễn tầm xa, có thể xa hơn 300 cây số đến từ Hoa Kỳ hay từ Anh Quốc. Cái lý do mà dẫn đến cái điều này, các quý vị, cái mấu chốt nó dẫn đến cái vấn đề mà Mỹ với Anh Quốc hay nhiều quốc gia khác, hiện bây giờ Nguyên nói là có nhiều quốc gia chứ không riêng biệt vì hai quốc gia lớn này, vẫn còn chưa đồng ý cho phép Ukraine tấn công sâu trên lãnh thổ của Nga. Tại sao họ thay đổi cái quan điểm? Tại sao nhiều năm tháng vừa qua họ vẫn giữ nguyên cái lập trường và bây giờ họ lại có những cái dấu hiệu thay đổi? Nó có hai nguyên nhân và lý do. Nó ảnh hưởng rất là nhiều về nguyên nhân. Thứ nhất là người ta muốn cái vấn đề đàm phán giữa Nga và Ukraine nó phải có sự diễn biến ra vào tháng 11. Vì người ta muốn làm sao mọi sự việc nó kết thúc trước năm 2025 nếu có thể. Vì không biết tương lai ai làm tân tổng thống của Hoa Kỳ, nên người ta muốn làm sao cuộc chiến tranh này nó phải đóng sổ. Nếu mà được thì đóng sổ vào năm 2025. Coi là cuối năm nay, nếu mà được thì cái cuộc chiến tranh nó có thể là tìm một cái biện pháp để đóng sổ, cái cuộc chiến tranh này nó chấm dứt và hai bên ngồi cho cái bàn đàm phán để giải quyết vấn đề. Vì người ta sợ là tương lai không biết ai làm tổng thống và vấn đề ngoại giao chính trị, vấn đề của Ukraine nó sẽ khá là phức tạp. Và nó dẫn đến nhiều cái sự liên lụy khác, đặc biệt là tình trạng của Trung Đông và Á Châu nó vẫn đang nóng. Thế là người ta đang muốn cố tình tìm một biện pháp để giải quyết, để giảm bớt đi cái sự liên lụy kéo dài và dẫn đến nhiều vấn đề khác khi lúc đó đang nóng dần. Và nên các vị thấy rõ được gần đây thì có những quốc gia giống như là Ấn Độ nè, rồi Áo nè, rồi Thổ Nhĩ Kỳ nè, rồi Qatar nè, những quốc gia đó đều muốn đứng ra làm đàm phán, cả luôn Nhật Bản nè. Bởi vì họ muốn làm sao giải quyết cái vấn đề Ukraine và Nga nếu được, Nguyên dùng cái chữ là nếu được.
nếu Putin và Ukraine chịu ngồi lại trong cái bàn đàm phán và thỏa thuận được hai bên đều chấp thuận, thì giải quyết trước cái thềm bầu cử, xin lỗi, giải quyết trước cái thềm trao quyền lực ở bởi tại Hoa Kỳ, có nghĩa là đầu năm 2025 mới trao quyền lực. Nên là cái điều đó nó cực kỳ là quan trọng. Nên cái lý do tại sao cỡ này người ta hành động nó lẹ. Thứ hai là cái gói trợ cấp của Mỹ nó sắp sửa cạn kiệt, nên là phải giải quyết lẹ để cho cái gói trợ cấp mới. Vì ai làm tân tổng thống của Mỹ thì cái gói trợ cấp Ukraine nó cũng đã có rồi, nên là cũng sẽ xoa dịu đi một phần. Và cuối cùng cái thứ ba là cái điều mà quan trọng nhất mà Nguyên muốn chia sẻ trong diễn đàn của ngày hôm nay, đó là cái vấn đề người ta khẳng định Iran đã gửi quà tiễn cho Nga. Ngày hôm nay thì không còn là một sự tình nghiêu, cũng không còn là một cái sự mà đe dọa nữa, mà bước ra một cái lệnh trừng phạt cho Iran. Trước khi chuyến đi của ông Blinken, ông đã có nêu lên vấn đề là gần đây bằng chứng cụ thể do đồng minh và do cả Hoa Kỳ đã xác nhận Iran đã gửi một cái lô hàng quà tiễn cho Nga và Nga đã nhận được. Đây, nó dẫn đến cái điều này. Cái vấn đề là cho là Iran đã gửi một cái lô hàng mà Nga đã nhận được, trong đó có quà tiễn, và nó sẽ tác động rất là lớn đến cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Và Mỹ và đồng minh của Mỹ phải có hành động ngay lập tức để mà đáp trả. Ngay lập tức Mỹ đã nêu lên những lệnh trừng phạt. Mỹ đã trừng phạt 6 tập đoàn công ty của Iran sản xuất vũ khí, đặc biệt là những công ty sản xuất, đặc biệt là máy bay không người lái và quả tiễn tầm xa. Ngay lập tức Mỹ đã trừng phạt 6 tập đoàn công ty và khẳng định chứ không còn là tình nghi nữa. Các vị biết cái bản tin mà Iran gửi vũ khí đó, gần đây thì người ta nói rất là nhiều. Cái lỗi là lỗi do Iran, nguyên nó là cái miệng nó hại cái thân. Thực tế chẳng có ai biết có gửi hay không, mà người ta cũng chẳng cách nào có cái bằng chứng cụ thể hết. Nhưng bởi vì có một vị chánh trị gia của Iran đã khẳng định điều đó. Trong nguyên nhắc lại cái ông này á, là trong những diều hâu trong chánh trị Iran. Sau khi người ta phỏng vấn ông là Iran có gửi vũ khí cho Nga hay không, ông nói có gửi thì sao? Tại sao Mỹ gửi được, Anh Quốc gửi được mà chúng tôi không gửi được? Đó, ông nói gì? Khi lúc đó chúng tôi ban giao khá tốt với Nga và chúng tôi cũng cần lương thực và ngũ cốc, và chúng tôi dùng vũ khí để trao đổi, có gì sai? Cái giọng điệu diều hâu của ông ta đã dẫn đến một cái sự lo lắng từ đó. Và từ lúc đó thì người ta mới phanh phui và tìm cái đường dây gửi. Nguyên nói là nhiều khi cái miệng nó hại cái thân các quý vị. Thì chỉ có một ông này nói thôi. Chỉ có cái ông này trong cái bộ máy chính trị Iran chỉ có một người nói duy nhất thôi. Thì bây giờ thì người ta cho là bằng chứng cụ thể Iran đã chuyển trợ, thì ngay lập tức Pháp, Đức, Anh Quốc, nói chung là nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng cái vấn đề này, và họ sẽ đưa ra những lệnh trừng phạt kế tiếp. Cả luôn Anh Quốc đang có ý định ngừng chuyến bay giữa Iran và đất nước Anh. Ngay lập tức cái bản tin này nó được viral của ngày hôm nay, sau khi cái sự khẳng định của Hoa Kỳ. Và lý do Hoa Kỳ đến Ukraine là bởi vì có một cái quốc gia khác đang chuyển trợ mạnh cho Nga, thì Hoa Kỳ cũng phải làm tương tự như vậy, và Anh Quốc cũng làm tương tự như vậy. Nhưng mà trước khi đến những cái bài phân tích khác thì cho Nguyên ngừng ở đây vài giây và Nguyên nói một cái điều. Các quý vị thấy nó có bất công không? Khi Ukraine có quả tiễn tầm xa, xin lỗi, Nga có quả tiễn tầm xa tấn công trên lãnh thổ của Ukraine vừa qua, có thể nói là biết bao nhiêu thành phố thì không sao hết. Và tấn công vào một cái nơi địa điểm, ngay hai cái bệnh viện, một cái nơi trường học, đã dẫn đến nhiều người thiệt mạng, 60 người đã thiệt mạng, thì không có gì hết. Hiện bây giờ thì trong tương lai có thể là Ukraine có quả tiễn và có thể tấn công trên lãnh thổ của Nga, là ngay lập tức ông Nga, ông nhảy đông đỏng lên liền. Ngay lập tức thì là quốc hội của Nga đã cảnh cáo và đe dọa chúng ta vũ khí hạt nhân liền. Đối với Nguyên, Nguyên nghĩ cảm giác là một bên á, thì có quyền có vũ khí, một bên thì không có quyền. Nó bất công vô cùng. Cuộc chiến tranh Nga sợ hãi. Đây là Trung Nguyên ngừng vài phút để Trung Nguyên phân tích cái sự việc nó bất cân xứng giữa hành động của Putin và sự việc nó đã xảy ra trên chiến trường. Rồi bây giờ Trung Nguyên quay lại cái vấn đề chính của ngày hôm nay, tiếp tục liên quan đến cái sự viện trợ của Iran.
cho nghe, và nó dẫn đến cái liên lụy nó như thế nào, và hiện bây giờ thì Mỹ và Anh Quốc đang ứng phó ra sao, và cái bài phát biểu của Ukraine ra sao. Ngay lập tức thì Bộ Ngoại giao của Ukraine đã lên tiếng về khi họ theo cái sự xác định của Mỹ thì họ cho rằng là cái hành động của Iran đó là cái hành động đổ dầu vào lửa. Iran đang đóng góp một phần tội phạm. Và hiện bây giờ họ đang xem xét cắt đứt tất cả đường ngoại giao với Iran trong những ngày kế tiếp. Thì các vị cũng biết là đối với Nguyên á, thì Nguyên không hiểu là có thật, mình không biết, Nguyên nói là Nguyên không thể nào chắc chắn được là Iran có gửi quà tiễn hay không. Nhưng mà nếu mà Iran mà gửi quà tiễn thật á, thì đây là một sự sai lầm lớn nhất của Iran trong lịch sử. Vì thời gian vừa qua Iran đã ngậm đắng nuốt cay, đã im lặng để đất nước mình không bước vào một cuộc chiến. Nhưng cái hành động của Iran nó sẽ dẫn đến Iran sẽ bế tắc. Ngày hôm nay thì chính phủ Iran đã lên tiếng về cái điều này. Chính phủ Iran đã cho rằng là những cái sự cáo buộc của Mỹ, Anh Quốc và nhiều quốc gia khác hiện bây giờ đã khẳng định cái điều đó đều là vô căn cứ, là một sự bịa đặt để nhắm vào để lệnh trừng phạt cho Iran. Chúng tôi không gửi bất cứ một cái loại vũ khí nào cho Nga cả. Và tất cả cái điều đó đều là những sự bịa đặt để nhắm vào chúng tôi, để ép chúng tôi phải đi đến con đường bế tắc và dẫn đến chúng tôi phải bị lệnh trừng phạt của phương Tây. Chúng tôi không gửi bất cứ vũ khí nào cả. Bây giờ chúng ta không biết đâu là thật, đâu là hư. Bây giờ theo nhìn của các cô chú và anh chị em, trong một cái bức tranh chiến tranh tổng quát giữa sự ban giao Iran và Nga thì khá là thân thiện. Thì chúng ta nhìn theo các quý vị là ông Iran, ông có gửi vũ khí không? Ông Iran, ông có gửi vũ khí không? Bây giờ Mỹ đã khẳng định rồi. Anh Quốc cũng khẳng định rồi. Nhiều quốc gia khác, Liên minh châu Âu cũng đã khẳng định rồi. Iran thì đã phủ nhận. Thì theo các quý vị là bây giờ ông Iran có gửi hay không, giết cho Nguyên có hay là không, thôi để cho Nguyên nhìn nó dễ vì trời nắng nó chói mắt, lâu lâu mới nắng một lần. Có hả? Các quý vị cho rằng là có phải không? Ok. Thì Trung Nguyên nói là bởi vì phía bên Iran họ không thừa nhận. Mà Nguyên nói là thực tế đó. Ở trên thế giới này chỉ có một cái quốc gia duy nhất dám đối phó với Hoa Kỳ và NATO và không sợ lệnh trừng phạt bất cứ ai. Đố các quý vị là ai? Ở trên thế giới này chỉ có một quốc gia duy nhất mà thôi. À, mà không sợ lệnh trừng phạt của Mỹ, của châu Âu, của ai cũng chẳng thèm sợ hết. Viện trợ cho Nga là viện trợ, tôi viện trợ đó, làm gì tôi? Chỉ có một quốc gia duy nhất mà thôi. À, đó là Kim Jong Un các bạn. Vậy mới là đúng. Iran viện trợ cho Nga đã có trước khi cách đây vài năm về trước loại máy bay, nhưng mà Iran chưa bao giờ dám thừa nhận vì Iran sợ lệnh trừng phạt. Iran sợ đất nước mình sẽ bị tầm nhắm, bị người ta đe dọa, cũng có thể dẫn đến chiến tranh. Nhưng mà các quý vị thấy Kim Jong Un không? Đó tao đó, viện trợ đó, tao bán vũ khí đó, tao ký hợp đồng đó, nè hợp đồng nè, gửi tao nè. Kim Jong Un đó mới là bản lãnh. Cái đó người ta mới kêu là bản lãnh. Tôi viện trợ rồi các anh làm gì tôi? Đó. Còn Iran viện trợ nhưng vẫn sợ hãi. Ngày hôm nay Iran vẫn phủ nhận. Không, 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 không. Các anh bịa đặt ra, tôi không có. Tôi không có. Đó là đây là những cái sự việc để cho các người biết là lý do nguyên nhân nó dẫn đến hai bộ ngoại giao đến Ukraine. Thì cái điều mong đợi của chúng ta đó, thứ nhất là cái vấn đề mở trói cho Ukraine để cho Ukraine có thể có những hành động mới mẻ, đánh sâu trên lãnh thổ của Nga khi lúc đó đất nước Nga quá lớn, Nga không thể nào bảo vệ hết đất nước được. Trung Nguyên nói là đất nước Nga không thể nào bảo vệ hết đất nước được. Nga dù có khí tài quân sự nhiều cách mấy cũng không thể nào bảo vệ hết lãnh thổ của Nga khi lãnh thổ của Nga nó quá lớn. Nên là Ukraine có quả tiễn tầm xa thì có thể làm cho Nga cực kỳ là thiệt hại. Và cái điều đó sẽ dẫn đến cái sự hoang mang của người dân Nga. Và Putin có thể bị lật đổ trong những ngày kế tiếp. Nói đến đây thì có một nhà chính trị gia đối lập của Putin
ông này mới vừa được thả ra tù. Ông này là mới vừa được trao đổi và ông ta mới được thả. Ông này là 43 tuổi. Ông này là một nhà chính trị gia ở tại Nga. Và ông này đã vừa qua đã có gặp trực tiếp Tổng thống Joe Biden và cả luôn ông Olaf Scholz ở tại Hoa Kỳ. Ngày bữa thứ hai vừa qua ông ta đã gặp Tổng thống Macron. Đây là một cái nhà chính trị gia, ông ta tên là gì ta? Vladimir Musa gì đó. Cho nguyên nhớ Musa. Cho nguyên mạng phép phát âm tên của ông ta không chuẩn cho lắm. Bởi vì các quý vị biết là tiếng Nga của Nguyên là mỗi lần Nguyên phát âm với tiếng Nguyên Khan là cái mỏ của Nguyên nó hơi bị quẹo lưỡi một chút. Thì cái ông nhà chính trị gia này, khi ông ta gặp được nhiều nhà lãnh tụ của châu Âu sau khi ông ta ra tù, thì ông ta đã nói một bài phát biểu của ngày hôm nay với cái tựa đề khá là hấp dẫn và cả nhiều báo chí đã chia sẻ. Ông ta nói đã đến giai đoạn mà người dân Nga và cả thế giới hãy chuẩn bị cái kịch bản mà Putin không còn nữa đi. Cái câu nói này nó mới gây sốc. Ông ta nói hãy chuẩn bị đi, hãy chuẩn bị cái tâm lý, hãy chuẩn bị cái điều đó. Vì cái điều đó đã đến gần rồi. Người dân Nga hay là thế giới cũng đang chuẩn bị cái điều mà Putin không còn ở nắm quyền nữa. Thì các vị biết là Putin không bao giờ bỏ quyền lực. Putin dù đến chết, trừ khi có cái sự lật đổ trong nội bộ hay là người dân Nga đứng lên, chứ mà bản thân của Putin thì cai trị đến cuối đời. Cai trị đến cuối đời. Thì cái bài phát biểu của ông á là dấy lên, ông nói là nêu lên, ông nói là bây giờ người dân Nga cũng đã sáng mắt. Trong một cái bối cảnh cuộc chiến tranh đã kéo dài và sự nghèo khổ của người dân Nga, sự khó khăn của người dân Nga, sự mất mát của binh sĩ của Nga đã dẫn đến sự sáng mắt của người dân. Và tôi tin rằng không lâu nữa, Putin sẽ không còn ở tại Điện Kremlin. Và chúng ta hãy nên chuẩn bị cái tâm lý và chuẩn bị xây dựng lại đất nước Nga tốt đẹp nó như thế nào. Tất nhiên đây là một bài phát biểu của một nhà chính trị gia đối lập của Putin. Lời phát biểu của ông chưa chắc là thật nha. Mình mong là cái lời phát biểu của ông nó biến thành sự thật thôi, chứ mà chưa chắc là thật các quý vị nha. Cái bài phát biểu của ông được nhiều người chú ý ngày hôm nay và nhiều tờ báo lớn giống như là New York Times, và báo Le Monde, nhiều báo của châu Âu và châu Mỹ họ đưa lên cái quan điểm và cái suy nghĩ của ông về cái tình trạng hiện tại của đất nước Nga. Đây là người đối lập. Và bây giờ chúng mình cập nhật một cái bản tin liên quan đến một cái blogger của Nga. Một cái blogger của Nga khá là nổi tiếng. Chuyên gia quay phóng sự ở nơi chiến trường. Anh blogger này ảnh mới là nói lên một cái thông điệp ngày hôm nay, không biết nguyên nhân và lý do gì. Khi ảnh đã đến khu vực kết, ảnh đã đến khu vực kết và ảnh đã phóng sự trực tiếp binh sĩ của Nga ở biên giới đang bảo vệ. Thì sau cái bài phóng sự của ổng, ảnh có kết luận một cái câu nói là những kẻ phản quốc đang nắm đầu ở tại Điện Kremlin. Nó đã dẫn đến đất nước chúng ta ngày hôm nay bị xâm nhập. Nguyên không biết là anh blogger này, anh không nêu tên bất cứ ai hết. Anh ta nói là những kẻ phản quốc đang ở Điện Kremlin, đang giữ những chức vụ cao cấp. Nó đã dẫn đến đất nước Nga bị xâm lược ngày hôm nay. Thì các quý vị cũng biết đất nước Nga là một cái quốc gia họ tự hào dân tộc rất là cao. Họ tự hào là họ đã đánh thắng được nhiều đế chế lớn giống như đánh thắng Napoleon. Họ đánh thắng phát xít Đức và đánh chế nhiều sự việc. Đất nước họ cho là một cái đất nước vĩ đại, đặc biệt là gần đây nhất từ thời mà đệ nhị thế chiến và Liên Xô cũ đến bây giờ thì họ vẫn ở trong cái vị thế là đất nước cường mạnh. Và bây giờ đất nước của họ bị một cái quốc gia nhỏ xâm lược mà họ không cách nào đánh lùi lại hết. Anh nói bây giờ là, anh nói là khu vực kết, theo cái bài phỏng vấn của anh, là cái khu vực kết không thể lấy lại được nữa. Anh nói không thể nào lấy lại được nữa, đã mất rồi. Và cái sự việc này anh nói là do những kẻ phản quốc. Nguyên nhân và lý do là cho Nguyên giải thích tại sao người ta dùng cái chữ phản quốc. Bởi vì cái khu vực kết người ta vẫn không hiểu lý do mà nguyên nhân và Ukraine có thể đạt được mục tiêu, trong khi lúc đó số lượng binh sĩ của Ukraine vượt qua biên giới rất là ít ỏi. Chỉ có mấy trăm người thôi. 300 người đầu tiên vượt qua biên giới. Người ta không hiểu được làm sao có 300 người mà có thể đánh lùi tới mấy chục ngàn binh sĩ phòng vệ
người ta vẫn không hiểu điều đó các quý vị. Sau này khi đạt được thành công thì Ukraine mới gửi quân nữa. Nhưng mà 300 binh sĩ đầu tiên là cái ba binh sĩ tiên phong. Tiên phong sẵn sàng hy sinh để đột phá. Mà không biết làm sao 300 binh sĩ mà có thể đột phá mấy ngàn binh sĩ hổ vệ ở tại biên giới, người ta vẫn không hiểu điều đó. Tới bây giờ vẫn chưa có một cái cách giải đáp. Và người ta tình nghi là có kẻ phản bội. Người ta tình nghi là trong nội bộ của phía bên Nga có kẻ phản bội, có kẻ cố tình lùi binh, tháo bỏ chạy để cho Ukraine xâm nhập vào. Đã từ lúc đó là người ta đã dấy lên một cái sự tình nghi đó. Khi lúc đó không ai tin rằng 300 binh sĩ có thể làm được cái gì. Khi lúc đó cái biên giới nó cũng khá dài và phòng thủ nó cũng vững chắc, thì không thể nào 300 binh sĩ mà làm được cái gì hết. Thì người ta mới nghĩ rằng là trong cái Điện Kremlin, trong cái nội bộ ở trên trên đó, có kẻ phản bội cố tình làm như vậy để cho cái tình trạng cuộc chiến nó khói loạn. Nên ông ta nói là ở trên đó, những kẻ ở trên nắm quyền cao ở Điện Kremlin là những kẻ phản quốc và Kursk không thể lấy được nữa rồi. Đây là cái bài phóng sự, nó có thể làm cho sĩ khí quân đội của Nga nó sẽ là tụt dốc. Nó sẽ là cuộc tụt dốc. Vì trong một cái bối cảnh và Nga cũng đang cố gắng nỗ lực để lấy lại cái khu vực nằm trong tay của Ukraine. Nhưng bây giờ cả tháng mấy sắp sửa, 2 tháng sắp tới đây, Nga vẫn chưa thấy có một cái dấu hiệu nào có đủ khả năng đánh lùi Ukraine ra cả. Nhưng ngược lại thì Nga đang tiếp tục bị mất đất ở khu vực. Cứ mỗi ngày như vậy thì Nga vẫn tiếp tục mất vài cây số vuông và Ukraine tiếp tục mở rộng cái biên giới mặt trận. Và hiện bây giờ thì Ukraine có thể nói là đã khá củng cố cái phòng thủ ở khu vực, khá vững chắc. Trừ khi Nga dùng những vũ khí hàng nặng. Còn nếu không thì hoàn toàn Nga khó khăn lắm. Các vị cũng biết là ở gần đó nó còn thêm cái nhà máy hạt nhân nữa. Và hiện bây giờ Nga cũng đang lo ngại là cái nhà máy hạt nhân này nó sẽ rớt vào trong tay của Ukraine. Nga lo ngại cái điều đó. Nga sợ là cái nhà máy hạt nhân nó sẽ rớt vào trong tay của Ukraine trong những ngày kế tiếp. Và bây giờ thì Nga đang cố gắng, bây giờ dám không dùng những khối mạnh được vì khu vực giao tranh mà. Nhà máy nó cực kỳ là nguy hiểm. Nên là gần đây Nga đã sử dụng cái nhà máy để đe dọa phương Tây. Và Nga nói là ê, nhà máy kết nó nổ á, nó không phải thiệt hại cho người dân chúng tôi không, mà gió nó bay tới châu Âu luôn đó. Các ông kêu mấy ông Ukraine đừng có tấn công ở khu vực. Nga nói như vậy nhưng mà Nga vẫn điều động khí tài quân sự của mình ở tại khu vực nhà máy hạt nhân kết và Nga dùng đó để tấn công ngược lại Ukraine. Nên là hiện bây giờ cái cuộc giao tranh ở khu vực nhà máy nó vẫn tiếp diễn. Vượt qua thì ông giám đốc an ninh hạt nhân cả toàn cầu, ông ta đã đưa ra một cái báo cáo tình trạng rất là tồi tệ về khu vực nhà máy hạt nhân. Nó còn tồi tệ hơn ở tại Zaporizhzhia. Ông ta nói thấy rõ được là hai bên vẫn đang ở cái cuộc giao tranh cận kề đến nhà máy. Và khi ông ta ở đó, ông ta nói tôi vẫn nghe tiếng nổ hàng rằm cách đó không xa. Và cái điều đó là cái điều mà tôi lo lắng nhất nếu dẫn đến một sự tai nạn đến từ vấn đề giao tranh cuộc chiến và dẫn đến nhà máy hạt nhân có thể bị tiêu hủy. Thì cái điều này là cái điều mà người ta lo lắng. Nhưng mà đối với nguyên cái bối cảnh ngày hôm nay, cái vấn đề nó càng ngày nó càng kịch liệt rồi. Đến một cái giai đoạn mà Nguyên thấy rõ được là bây giờ cái gì người ta cũng dám làm. Hiện bây giờ nhà máy hạt nhân cũng là một trái bơm nguyên tử nhỏ. Vì nhà máy hạt nhân kết nó không lớn lắm nhưng mà nó là cái nhà là một trái bơm nguyên tử nhỏ. Cái tầm nguy hiểm của nó cực kỳ là lớn trong ở khu vực này. Nên là Ukraine cũng lợi dụng cái điều đó để mà uy hiếp Nga trong thời gian gần đây. Nên là đây cũng là một cái sự tác chiến mà Ukraine đang làm áp lực cho Nga. Tất nhiên là không đánh thẳng vào nhà máy, nhưng mà làm cho Nga lúc nào cũng phải sợ hãi, làm cho Nga phải e dè. Nếu quá mạnh tay với Ukraine thì Ukraine nổ nhà máy thì sao? Đó. Và đặc biệt hơn nữa thì Nga bắt buộc phải điều động khí tài quân sự, hệ thống phòng không rất là nhiều ở khu vực này, thì Nga lại giảm bớt đi những khu vực khác, làm cho Ukraine có thể lợi dụng đó mà tấn công vào những khu vực khác. Nên là đây là một cuộc đá mà chọi đúng được hai mục tiêu của Ukraine. Đó là vừa qua Ukraine vẫn tạo ra được những cái thành tích nhỏ ở khu vực, mà Nga vẫn hứng chịu cuộc thất bại ở khu vực kết. Nga không may lắm các quý vị. Mấy ngày hôm nay thì cái tình trạng cuộc chiến của Nga đó
ở tại khu vực Donetsk á, các vị biết cái khu vực người ta thường nói nhiều nhất là Poros, cái khu vực mà Nga đang tấn công thường xuyên cả tháng nay, và mục đích của Nga là chiếm được cái thành phố Poros để lấy được nguyên cả cái khu vực mình kêu là Donetsk. À, thì 3-4 ngày gần đây thì vị thế của Nga trên chiến trường nó đã xấu đi dần. Nga, Ukraine đã thành công ngăn chặn cuộc tấn công lớn của Nga. Nga đã tổn thất khá là nặng nề. Tất nhiên là Ukraine cũng phải hy sinh khá nhiều. Cái điều mà Nguyên nói một câu là cái sự thành công của Ukraine ngăn chặn cái đà tiến của Nga, tất nhiên là cũng phải tổn thất về khí tài quân sự cả luôn binh sĩ. Và cái sự tổn thất nó không hề nhỏ. Nhưng mà cái đà tiến của Nga ở khu vực Donetsk nó đã chậm đi gần cả 6 ngày nay rồi. 6 ngày nay thì Nga đã không còn có một cái bước tiến nữa, mà Nga chỉ có bước lùi. Cứ mỗi ngày như vậy thì Nga đã lùi lại về sau. Tuy rằng có nhiều bản tin cho là Nga đã thắng lợi vài ngôi làng, nhưng mà thực tế đến bây giờ người ta đã xác định cụ thể ngày hôm nay qua vệ tinh, không còn cái gì mà mập mờ gian dối nữa. Chắc các vị cũng biết là Nguyên rất là e ngại chia sẻ về vấn đề chiến trường, đặc biệt là cái nơi giao tranh, vì nó không có chính xác. Thì ngày hôm nay nó không còn là cái gì mà mập mờ nữa, sao vệ tinh cho biết. Thì trong thống kê trong vòng 6 ngày, vì một ngày thì không có gì chính xác, là thống kê trong vòng 6 ngày. 6 ngày gần đây thì Nga đã lùi về sau 5 cây số vuông. Có nghĩa là Nga không tiến mà Nga đã lùi về sau. Có nghĩa là Nga đã lùi về trong vòng 6 ngày. Thì thấy rõ được là cái dấu hiệu đà tiến công của Nga nó đang chậm, nó đang ngăn chặn. Và Nga bắt buộc phải lùi quân sau cái cuộc phản công mãnh liệt của Ukraine trong những ngày gần đây. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho biết là Nga đang gặp sự khó khăn sau cuộc tấn công mãnh liệt ở khu vực Donetsk. Nhưng mà nói về diện tích chung trong vòng 2 tháng vừa qua thì Nga vẫn là thắng lợi. Nếu mình tính 2 tháng vừa qua thì cái khu vực đó Nga vẫn là người thắng lợi. Ukraine mới đẩy lùi Nga được trong vòng 6 ngày thôi. 6 ngày cũng không nói lên được cái gì. Và 5 cây số vuông thì cái diện tích nó khá nhỏ các quý vị ạ, nó nhỏ xíu à. Nên là cũng chưa phải gì, chỉ là ngăn chặn cái đà tiến bộ của Nga mà thôi. Nhưng nó cũng làm xoa dịu đi và an ủi đi một phần nào đó để giảm bớt đi cái sự căng thẳng của binh sĩ Ukraine và có niềm tin là chúng ta có thể ngăn chặn được Nga trong những ngày kế tiếp. Khi lúc đó một bản tin cực kỳ là xấu cho Nga. Và hiện bây giờ Putin đã khẳng định cái bản tin này là đúng có thật. Theo một nguồn tin mà Điện Kremlin đã xác nhận là Ukraine đã chuẩn bị một số lượng khoảng tầm 40.000 binh sĩ với trang bị thiết bị đầy đủ, trong đó nó có gồm những thiết bị hàng đầu, hệ thống HIMARS, những pháo đài hàng đầu kèm thêm máy bay F-16 v.v. chuẩn bị cho cái cuộc phản công bất ngờ, một cái địa điểm không được xác định mà cái nơi mà Nga không bao giờ ngờ đến. Chắc là vậy, gần đây thì có nhiều tin đồn, đặc biệt là Ukraine đang chờ đợi cái cơ hội phản công. Và con số lượng thì chẳng ai biết bao nhiêu, và tin đồn thì rất là nhiều. Thì bữa nay nó không phải là tin đồn nữa. Điện Kremlin xác nhận con số khoảng tầm 40.000 binh sĩ của Ukraine với trang bị thiết bị của phương Tây, công nghệ cao, trong đó gồm cả máy bay F-16, chuẩn bị đưa ra một cái kế hoạch phản công. Nhưng không biết địa điểm, tất nhiên là ai đâu có biết địa điểm. Phản công để chuẩn bị cho cái cuộc đánh trong những ngày kế tiếp. Điện Kremlin đã báo động và chuẩn bị tâm lý phòng thủ cho cái cuộc phản công của Ukraine trong những ngày kế tiếp. Vì không biết tình báo của Nga lấy ở đâu. Bởi vì cái điều này Ukraine không bao giờ tiết lộ. Chắc các vị biết là cái điều đó là cái điều mà kêu là bí mật quốc phòng. Chuẩn bị phản công không bao giờ ai tiết lộ hết. Số lượng binh sĩ, thiết bị quân sự, địa điểm chính xác, không ai tiết lộ cả. Nhưng mà Nguyên không biết tình báo Nga lấy ở đâu, nhưng mà họ đã đưa ra những con số, rất là con số về khí tài quân sự, con số về nhân lực để chuẩn bị cho cuộc phản công, mà họ không nêu lên rõ là họ không biết cái địa điểm nào đó. Tại vì Nguyên cũng mong là có chuyện đánh lớn, Nguyên cũng mong là thấy được từ đây đến cuối năm có một sự bại trận lớn của Nga. 40.000 binh sĩ cũng là một con số có thể đạt được mục tiêu nếu nhắm vào những cái nơi yếu kém của Nga.
thì Huy không biết là Ukraine sẽ đánh chỗ nào thôi. Ukraine sẽ đánh chỗ nào. Hiện bây giờ những nó có ba mặt trận lớn mà Ukraine có thể đánh. Một là dồn lại đánh ở Donetsk để đẩy lùi Nga ra khỏi những sự tiến bộ của Nga trong vòng 2 tháng vừa qua. Cái khu vực Donetsk mà Nga đã lấy trong thời gian 2 tháng vừa qua, đánh lùi lại. Hai là đánh vào ngay trong nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia để mà có thể giải phóng được nhà máy. Mà cái điều đó rất là khó. Và cái thứ ba là miền Nam Kherson. Ba địa điểm này là Nguyên nghĩ là chỉ có ba địa điểm này thôi, chứ Nguyên không nghĩ là đánh ở Crimea đâu. Có nhiều người cho rằng sẽ đánh ở tại đảo Crimea. Nhiều tin đồn cái điều đó lắm. Nhiều tin đồn là Ukraine sẽ giải phóng đảo Crimea trước hơn là giải phóng những cái nơi khác. Thì cái điều này Nguyên không nghĩ là gì. Bởi vì các vị biết mà 40.000 binh sĩ mà đổ bộ lên hòn đảo không phải dễ. Không hề dễ. Nên là đối với Nguyên cái điều mà 40.000 binh sĩ đổ đảo hòn đảo mà khi lúc đó lỡ bị bao vây thì sao? Còn không lẽ 40.000 binh sĩ chạy bằng kiểu gì? Đó là cái điều đó Nguyên nghĩ là cái điều mà người ta nghĩ rằng sẽ giải phóng đảo Crimea thì Nguyên nghĩ không. Nguyên nghĩ là nếu mà có đánh đi nữa thì sẽ nhắm vào những cái mục tiêu mà Nguyên mới vừa nêu lên. Chứ mà tấn công vào đảo Crimea với những tin đồn gần đây á, là đảo Crimea sẽ được giải phóng đầu tiên thì Nguyên thấy hơi bị khó đó. Với 40.000 binh sĩ thì Nguyên nghĩ cũng không đủ để cái giải phóng đảo Crimea. À, với như cái lời của ông Medvedev là 500.000 binh sĩ thì quả mai. Giống ông Medvedev vừa qua ông nói là Ukraine chuẩn bị cho năm 2025 500.000 binh sĩ tấn công vào đảo Crimea để giải phóng đảo Crimea, giống như là ông Medvedev thì quả mai. Chứ 40.000 binh sĩ thì đối với Nguyên không giải phóng được đảo Crimea đâu. Đảo Crimea khá lớn và cái phòng thủ nó vô cùng vững chắc là cái hòn đảo mà. Và đổ tàu lên là một sự tổn thất hy sinh rất là nhiều. Ukraine không ngu dậy làm điều đó. Khi lúc mà lỡ bại trận mà về cũng không được. Nên là đánh thì Nguyên nghĩ là đánh trên đất liền mà không biết đánh chỗ nào đó. Đây là bản tin mà Nga đã xác nhận về vấn đề cuộc phản công của Ukraine trong những ngày kế tiếp. Và Nga kêu gọi lực lượng ở biên giới hãy chuẩn bị cái tâm lý phòng thủ sau cuộc tấn công của Ukraine. Wow, tình trạng cuộc chiến thấy hấp dẫn không? Bây giờ Nguyên thấy cái dấu hiệu là những cái sự gào cản, những sự căm giận nó bắt đầu mở dần dần. Và cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga nó bắt đầu càng ngày nó càng lớn. Các vị thấy rõ được là bắt đầu cái mấu chốt về vấn đề vũ khí nó không phải còn là vấn đề nữa. Và bây giờ nó đến những cái vũ khí lớn hơn nữa. Đó là sao Nguyên nói đó, một mặt là chúng ta vui cho Ukraine nếu Mỹ và Anh Quốc mở cấm vận. Một mặt khác là chúng ta cũng lo là bởi vì bắt đầu là cuộc chiến nó đã đi đến một cái giai đoạn mới nữa. Cuộc chiến nó đã đi đến một cái giai đoạn mới, một cái giai đoạn lo lắng và e ngại nữa. Cuộc chiến nó bắt đầu đi đến một cái giai đoạn mà các quý vị có thể dẫn đến, Nguyên nói, vũ khí hạt nhân trong tương lai hay là đệ tam thứ chiến. Thì các vị cũng thấy rõ được rồi đó, trong cái bối cảnh ngày hôm nay thì ai cũng đang e ngại, đặc biệt là ai cũng lo lắng cái bầu cử của Hoa Kỳ cả. Nói về Hoa Kỳ thì cho Nguyên nói chút xíu về cựu Tổng thống Trump. Thì cựu Tổng thống Trump nói rằng tôi nhắm vào cái chỗ đau của Nga, chấm dứt cuộc chiến liền. Wow. Thì thôi bây giờ, bà Phó Tổng thống bà không nói điều đó. Bà Phó Tổng thống bà không mạnh diện, bà không mạnh miệng. Bà không có hứa hẹn gì hết vấn đề hòa bình cho Ukraine hết. Tuy rằng là đảng Dân Chủ giúp đỡ rất là nhiều, nhưng bà không có cam kết là bà giải quyết được vấn đề. Còn bác Trump á, là bác cam kết là tôi giải quyết được vấn đề nhanh gọn lẹ. Thế để cho bác Trump lên đi, để cho bác giải quyết vấn đề của Ukraine. Chứ bây giờ bà Phó Tổng thống bà lên á, mà bà không giải quyết vấn đề, các vị trách bà không được. Thì bà nói tôi đâu có hứa gì đâu. Tôi nói tôi giúp Ukraine thôi, chứ tôi đâu có nói là tôi sẽ giải quyết được vấn đề chiến tranh. Bây giờ bắt Trump bắt lên làm tổng thống mà bắt làm không được thì mình xuống đường mình biểu tình. Đó. Mình nói bây giờ ông hứa ông làm được, ông làm không được, mình biểu tình, mình kêu ông xuống. Đó. Đúng không? Bây giờ nếu mình để bà Phó Tổng thống bà lên đó, nếu bà Phó Tổng thống bà lên đó, thì bà đâu cần thiết phải làm vấn đề chấm dứt cuộc chiến, thì bà đâu có hứa gì vậy. Bà đâu có cam kết cái thời điểm, bà đâu có cam kết cái gì đâu. Bà chỉ giúp đỡ Ukraine thì bà giúp, nhưng bà đâu có hứa là bà sẽ chấm dứt cuộc chiến. Còn bác Trump bác nói tôi lên là vài ngày là xong, thì cho bác Trump lên làm tổng thống vài ngày đi. Đó. Mà nếu ổng làm không được
thì lúc đó chúng ta đi biểu tình, đi khiếu nại. Đó, các vị thấy sao? Thấy ý kiến của mình được không? Nói câu này thì sẽ có nhiều cô chú và anh chị em nói không được, không được Nguyên ơi. Ổng lên rồi ổng không chịu xuống thì sao? Mấy bác đảng dân chủ nó không, không được, không được, không được. Ổng lên rồi ổng không chịu xuống thì sao? Đây là Nguyên nói cho nó vui, một cái khía cạnh vui trong cái vấn đề bài phát biểu của cựu Tổng thống Trump, đặc biệt là trong cái sự tranh luận của hai vị giữa Phó Tổng thống và bác Trump, thì bác Trump vẫn khẳng định điều đó. Tôi lên làm Tổng thống, đánh ngay chăng điểm yếu của Putin, giải quyết cuộc chiến nhanh gọn lẹ, thời gian ngắn liền. Đó, thì bác Trump bắt mạnh miệng như vậy, bác đã cam kết, và đó là cái lời cam kết với cử tri. Bác đã khẳng định với cái lượng cam kết của cử tri của mình. Thì bác đã có đưa ra một cái nguyên kêu là cái thời điểm, thời gian để mà... Còn nếu bác nói sai những cái lời cam kết của mình thì mình có quyền xuống đường biểu tình. Mình có quyền nói ông nói láo à. Ông đã lường gạt tôi à, tôi bỏ phiếu cho ông là bởi vì ông đã nói cái câu đó đó. Đó, ví dụ là như vậy. Ok, đây là cái lời nói đùa của Nguyên trong vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine và Nga. Các quý vị nghe cho nó vui thôi nha. Chứ đừng có tưởng là thật. Vì cái vấn đề ở Mỹ người ta bỏ phiếu nó không liên quan đến Ukraine đâu. Cái vấn đề chính nó không nằm ở Ukraine, nó nằm ở vấn đề khó khăn của đất nước Hoa Kỳ. Vấn đề Ukraine chỉ là cái vấn đề ngoại giao, nó nằm ở dầm ngoài cái trọng tâm của Hoa Kỳ mà thôi. Người Mỹ người ta không phải đặt đó là cái ưu tiên hàng đầu đâu. Cái vấn đề của Ukraine chỉ có người Ukraine họ mới đặt quan trọng hàng đầu. Còn người Mỹ người ta kêu là secondaire, đó là cái vấn đề thứ hai, thứ ba của người ta thôi. Nên là cái vấn đề đó người Mỹ nó không phải là vấn đề họ quan trọng nhất. Tình trạng của cuộc chiến ngày hôm nay thì Nguyên khẳng định với các quý vị có một cái dấu hiệu thay đổi mới, và trong tương lai gần đây thôi, có nghĩa là Nguyên không nghĩ đến chưa đến một tháng, thì chúng ta sẽ có những biến cố mới nó sẽ xảy ra. Ukraine còn nhiều lá bài chưa có lật tẩy, trong đó có máy bay, một số lượng máy bay mà các quý vị cũng biết Ukraine đang sở hữu, và càng ngày nó càng nhiều trong những ngày kế tiếp. Những số lượng máy bay này của Ukraine đã mất đi một chiếc do cái cuộc tấn công của Nga vừa qua, nhưng số lượng còn lại cũng khá nhiều. Hiện bây giờ Ukraine vẫn sử dụng loại máy bay F-61 để phòng thủ, vì nó có quả tiễn không đối không, nó trở thành một cái pháo đài duy động, cái pháo đài phòng thủ duy động. Nhưng Ukraine vẫn có thể sử dụng nó trở thành vũ khí phản công. Và trong những ngày kế tiếp thì máy bay F-16 sẽ đóng vắt hai vai trò phòng thủ và vai trò tấn công. Nên là trong tương lai chúng ta sẽ có những cái kịch tính cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao cho người dân Nga họ hiểu được sự lãnh đạo của Putin nó dẫn đến cái sự thảm bại của đất nước Nga.